Mùa 11 này có lẽ là mùa có nhiều đội hình flex nhất rồi anh em nhỉ. Với các tộc hệ như Thiên Cung, Long Vương, Hiền Giả, Quý Nhân đều ban chỉ số cho cả đội. Thêm vào đấy còn cả bộ cao cường random qua mỗi ván, tạo điều kiện cho người chơi thỏa thích sáng tạo. Và khi mà khả năng flex được đề cao thì đích thị là sân chơi của các cầu thủ thực thụ rồi. Không là vòng nữa, giờ cùng cà phê nhân phẩm phân tích khả năng đánh linh hoạt của anh chàng Kesoju nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Map trận này là gói đăng ký vàng, mỗi giai đoạn nhận lượng vàng ngẫu nhiên, tất cả người chơi nhận lượng vàng bằng nhau. Các mảnh trang bị đầu game cho Kesoju là váy, nịt và gậy. Vòng chọn đầu bậc vàng với thăng hoa, ươm mầm và kiên nhẫn học tập. Cùng cà phê nhân phẩm phân tích sơ qua nhé. Thăng hoa là nâng cấp đánh nhau dùng tốt về cuối trận khi combat kéo dài, còn đầu game thì không ngon lắm nên anh đổi ra tiếp sức. Cái này có thể đánh nhiều bài vì nó cộng tốc đánh nên hợp meta này rất nhiều bài như Kai'Sa, Ash hay Exodia đều được. Từ đó thấy kiên nhẫn học tập không cần nữa, anh roll luôn. Còn ươm mầm là nâng cấp dành riêng cho thần rừng, yêu cầu phải reroll mà đồ cho Na hiện anh chưa có, tướng cũng không chắc sẽ cống hiến nên không muốn chốt. Hai nâng cấp mới là con đường chắc trở và bờ bộn. Cả hai đều chung mục đích là giúp lên cấp nhanh, nhưng rõ ràng với con đường chắc trở, nếu dùng ba hiền giả trở lên đạt ở hai hàng giữa thì anh sẽ lời hơn là bờ bộn. Thế là chốt đơn con đường chắc trở. Round này anh dùng cho gắt tranh rồi thêm các quân dâu ria chưa được kích hệ như Zira, Zoe và Kha'Zix gây sát thương, lắp thêm quỷ thư cho Zoe, có chiến thắng trước một nhà có đăng cấp 3. Mới chọn xong nâng cấp đầu tiên thì Kha'Zix đưa luôn cho người chơi nâng cấp tiếp theo, đã thế còn là kim cương, sẽ khiến tốc độ trận đấu cực nhanh. Anh có phế vật thành báu vật, quà sinh nhật và độc dược sĩ. Quá dễ thấy, quà sinh nhật tương tác quá tốt với con đường chắc trở. Lõi đầu lên cấp, lõi 2 cho tướng thì snowball cực ác, nên anh roll cái 1 và 3 ra quỹ phòng hộ và thăng hoa. Rõ ràng là đã ấn chọn quà sinh nhật rồi, nhưng game chôn chôn thế nào mà lại thành thăng hoa? Anh thoát ra vào lại xem có phải lỗi hiển thị không, nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn là thăng hoa. Anh thua một nhà có combo quỷ là xảo thuật và Donnie đóng giày, vòng trợ kèm kỳ ngộ Alun cho thêm một đồ hoàn chỉnh. Anh nhặt lời thề hộ vệ và mảnh nịt, cho Cho'Gath cầm lời thề và thêm vuốt rồng cho nó. Nhưng đối đầu với đại tướng Darius 3 sao có được từ lõi tự lập đội thì hết cứu thật rồi. Kesoju thua 2 chess. Người đá cho thêm một găng, một gậy. Qua 3 chấm thì Dyna có trong cửa hàng. Anh lên 6, thêm cô vào kích hiền giả và xếp ở hàng 2, thêm một kinh nghiệm mỗi round. Tối ưu nốt găng bảo thạch cho Zoe. Gặp lại nhà bắn tỉa, Kesoju áp đảo về quân số. Hơn một cấp còn thêm kêu nữa nên Amumu và Illaoi không đủ sức chống chịu. Ông bên kia có đép nhưng không đáng kể. Máu tụt không phanh, chỉ còn 65 giọt. 3.2 gặp nhà Shen Carry, đã cuồng đao còn thêm lắp kính nhắm nên đánh nhanh mà đam cũng không hề nhỏ. Đánh với các khổng lồ nên câu kéo được qua 15 giây, thăng hoa được kích. Nhưng Shen quá nhanh quá nguy hiểm, đưa Zoe lên bảng, đánh bại Kesoju. Một giai đoạn đầu trận khá trông gai cho chàng trai của chúng ta khi phải đánh Karo. Đi trở về, anh lên cấp, bỏ cho Gat thay bằng Amumu kích cảnh vệ, rồi bổ sung Kha'Zix có thiên cung lẫn cao cường. Bộ cao cường trận này gồm Kha'Zix, Yasuo, Amumu, Bat, Dyna và On. Tài đấu đối thủ nặng ký, xảo thuật Donnie đã có 4 cái bốc bắt họ. Hắn còn kích cả mặc ảnh, lấy thêm hình xăm độc dược nữa. Lấy đồ đè người thôi cũng đủ ngợp rồi. Bao nhẹ Kesoju 9 máu, sói cung cấp thêm 3 mảnh là giáp, váy và găng. Anh lên 8 đầu 4 chấm. Với hơn 40 vàng trong tay, anh roll được Lissandra, On thế chỗ Amumu. Và chạm với cặp móng may mắn. Dù địch thua thiệt 2 cấp, Lissandra cũng khóa mục tiêu thông minh, phong ấn được Kobuko. Anh lắp luôn cả nỏ xét để giảm kháng, nhưng nó cầm vuốt rồng, thêm dây chuyền chuộc tội nên siêu lì lợm. Kesoju thua đẹp một chess. Vòng chọn cuối có 3 cây trụm lại, văn bia cảm hứng và kho đồ hỗ trợ. 3 cây trụm lại, giờ phải mất công flex tướng 3 vàng vào, mà máu cộng thêm cũng không nhiều. Nâng cấp 1 đã yêu cầu xếp hiền giả lên 2 hàng giữa rồi, giờ lấy thêm đồ hỗ trợ nữa thì không khác gì tự làm khó chính mình trong việc xếp bài, nên đánh loại cái 1 và 3. Hai nâng cấp mới ra lò là món quà tử sĩ và lập đội. Lập đội thì không có cửa với hai nâng cấp đánh nhau kia rồi nên khỏi bàn. Còn đưa lên cân món quà tử sĩ và văn bia thì văn bia ngon hơn nên nó cũng là lựa chọn cuối cùng. On và Annie lên 2 sao. Anh bỏ Kha'Zix, Garen và Zoe, thay vào đó là Annie. Mốc hiền giả tăng lên 3 với sự tham gia của Morgana.
Tranh thì có đấy, nhưng đàm thì chưa đáng kể. Darius liên tục vung rìu, kết hợp hai đồ hút máu không thể ngăn cản, tàn sát quân ta. Phòng trợ có tướng ba vàng hai sao, anh lục Ilawi kèm giọt nước, dùng luôn nữ tu sĩ, kích phù thủy và u linh, cho Annie trái tim kiên định, thêm tranh, đỡ đòn của Shen được 10 giây. Kain bị Morgana làm cho tê tái, sau đó thành món trà chiều của Lissandra. Trong khi đó, không có nguồn sát thương hay khống chế nào chú ý đến Shen. Hắn giữ nguyên vị trí trong góc, tích số từ hai cuồng đao rồi chém hết. Nhưng cũng nhẹ tội cho Kesoju là chỉ thua một chết thôi. 4.6, có thêm một hiền giả là Ngộ Không. Bỏ Ilawi, dùng Nico kích thiên cung. Lắp mũ thích nghi cho Morgana để hồi mana cũng như gia tăng AP. Nhà Doni chơi Kai'Sa đấu sĩ. Ba cái bốc đồ tạo nên một hàng thủ siêu cứng. Kai'Sa không cần bốc đồ cũng đã có hai món rất đẹp là cung xanh, vô cực kèm khả năng đốt máu từ hình xăm độc dược. Công thủ của họ đều quá toàn diện. Trong khi Kesoju đang mắc phải vấn đề là Morgana một sao cực kỳ thiếu đam. Trận thua này khiến anh chỉ còn 24 máu. Bãi chim trả một cung và dương đồ lẻ. Qua 5 chấm, gói đăng ký vàng cho anh thêm kinh tế, tạo tiền đề lên 9. Thêm Amumu, kích thanh hoa, cao cường. Morgana cũng lên 2. Lấy mảnh nịt, lắp ráp máu, thêm tranh. Nhà Kobuko Carry cũng đã lên 9. Nhưng sức mạnh của ông phụ thuộc rất nhiều vào lợi tức. Mà nhà này xài hết vàng rồi, còn tướng phụ đam chỉ là Morgana 1 thôi. Cơ hội để Kesoju tiễn bạn lên đường là đây. Udia dùng thiết đấu công, hất tung Kobuko. On 200 IQ, đúc diệt khổng lồ cho Ngộ Không, cao tơ bọn đấu sĩ này. Thằng Hòa đã điểm, Kobuko chơi trọi tuyến trên, bị On cầm chân. Châu thì đánh lâu cũng cúc, Lissandra dứt điểm nốt Morgana. Công số 8, xiết tay anh bạn kia. Huy lên 2, anh cho Morgana cúc luôn, để đổi đồ cho họa sĩ vạn cảnh. Đổi Annie bằng Nautilus, kích được 2 hệ, thần thoại và cảnh vệ. Ngộ Không và Lissandra lên 2 ngay sau đấy, một round có thể xem là big update. Để xem có gắt đầu được nhà Darius thiên cung này không. On ngáng đường đại tướng, Rakan 2 nằm gọn trong bình trà và hóa thành những xu vàng. Bể sơn của Huy như một quả bom nổ chậm, thành công đưa Darius lên thiên đàng. Ngộ Không nhận thêm móng vuốt Sterak từ On nhưng không thể ngăn cản Kain. Nhưng không sao, vẫn còn Lissandra ở đây. Tử thần bóng tối sẽ không thể lộng hành mà một đi không trở lại. Đối thủ không còn sát thương nữa và chiến thắng thuộc về chàng trai của chúng ta. Đến 5.5 thì bài Kesoju sắp mắc ping, chỉ thiếu Amumu và UD2. Một chút va chạm với nhà Ashfleck, On bị lốc, vẫn còn Ngộ Không bọc lót, hất tung Silas. Lissandra cũng rất tròn vai, quăng Silas ra xa, không cho hắn luồn xuống đánh Huy. Nautilus hai bên tung khống chế chồng chất, câu kéo giao tranh. Và đương nhiên, Kesoju là người có lợi với chiếc lõi thăng hoa. Nét vẽ định mệnh của Huy được gia tăng sát thương, một nổ sạch sàn, còn mỗi Ash, tim ta tràn qua lấy mạng và lấy đi combat. Đầu 6 chấm lại có thêm mớ vàng giúp anh lên 10 và dùng thêm một Lissandra. Nhà tự lập đội đã bán Darius khi thấy hắn hết giá trị, thay vào đấy là Irelia. Udia được anh xếp ở góc phải, khuấy đảo chiến trận, thu hút chú ý của Kain. Rakan lao vào giữa quân ta, nhưng chưa thấy hao tổn gì khi đã có bể sơn của Huy hồi máu diện rộng. Hai bên có quay, đến lúc thăng hoa thì bên ta đã hết tranh. Lissandra phong ấn thành công Kay Trần. Ngộ Không vung gậy như ý khổng lồ ra sau nhưng không đủ đam kết liễu Rakan và Morgana. Irelia vạn kiếm quy tông, lần lượt kết thúc Huy rồi ngộ khỉ. Đến 6.3, anh đã bổ sung được Rakan, thêm Long Vương. Lissandra cũng hách ra mảnh kiếm và giáp nên dùng tháo đồ, lắp cho Ngộ Không áo cho bóng tối cùng huyết kiếm và bùa đỏ. On đúc ra dề khổng lồ cho Lissandra nên một chiêu thôi là cô đã đóng lô cốt cho Yorick. Kain dính combo combo của Huy và Nautilus về có cực lạc. Tim ta vẫn còn rất nhiều khống chế, nào là Udia, Ngộ Không và Lissandra, nên chắc chắn con Shen này không thể cân tim. Kesoju thắng đậm 7 chess, ông kia vẫn còn níu kéo với 3 máu sót lại. Còn bác quyết định, anh đẩy Nautilus sang góc trái để tung thủy lôi tầm nhiệt, ngăn Shen tích cuồng đao. Nhưng bên kia cho hai Lissandra bảo kê trước mặt Shen, thành ra Nautilus bỏ mạng mà không kịp ra chiêu. Ngộ Không thì may mắn hơn, có áo choàng nên vẫn bảo toàn được tính mạng. Shen triệt hạ được On thì cũng là lúc thăng hoa trăm. Tim ta đang chiếm số đông, Shen dính đốt máu của quỷ thư, các thành viên chủ chốt vẫn sống. Shen chém hết tốc lực, dứt điểm được Ngộ Không. Nhưng con khỉ này trước khi nằm cũng phải hất tung Shen một cái mới chịu. Xuống ngưỡng máu tử, không có bất kỳ cơ hội nào cho mắt hoàng hôn. Trận đấu này sẽ thuộc về Kesoju. Hy vọng game này sẽ mang lại nguồn cảm hứng cho anh em để tiếp tục flexi sasiso cùng cao cường. Chúc anh em thật may mắn. Và đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các video thú vị từ Cà Phê Nhân Phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.